ô tô này là khu chung cư này là người ta cứ để xe, không có chỗ là người ta cứ để. Đây cả cái dọc đường này rất là đông, hai bên đỗ chất đã bất tiện về giao thông rồi, nhưng mà lại còn ví dụ không may mà có những cái trường hợp mà cháy lổ đấy, có những trường hợp cháy lổ. Ở đây thì thấy mọi người đỗ thì mình cũng đỗ theo thôi. Còn đương nhiên cái việc mà lo lắng xử phạt thì chắc chắn mình đỗ như này là sai quy định rồi. Có những cái chỗ cửa hàng mà tôi đỗ có 5-10 phút thôi, người ta cũng gây khó dễ và người ta cũng tạo cho mình rất nhiều cái bực tức. Tôi đã gặp những trường hợp mà khi mà tôi đỗ xe ấy, cũng bị những người chủ quán người ta giải đinh ngay ở đằng bánh xe, là rất là nguy hiểm cho phương tiện chúng tôi. Dùng đá tảng, bê tông hay thậm chí là cố ý bẻ gương, tạt sơn, chọc thủng lốp để ngăn phương tiện dừng đỗ không phải là vấn đề mới xảy ra tại Hà Nội. Đơn cử như tại khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai, tình trạng này đã từng xảy ra khi hàng loạt ô tô dừng đỗ tại vỉa hè của bờ hồ Linh Đàm đối diện tòa nhà chung cư HH bị rạch lốp do đỗ tràn xuống lòng đường, làm ảnh hưởng đến giao thông. Đa phần, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu bắt nguồn từ những mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra xung quanh câu chuyện giữa chủ phương tiện và người dân trong bối cảnh bãi đỗ xe còn thiếu, chưa đủ đáp ứng nhu cầu như hiện nay. Cái thứ nhất đầu tiên là sẽ ảnh hưởng đến người đi bộ. Đấy, có những cái vật cản như thế trên vỉa hè như thế là rất là nguy hiểm. Ban ngày thì không sao, nhưng mà buổi tối sẽ có những cái tai nạn không đáng có. Không chỉ riêng Linh Đàm, hiện nay tình trạng thiếu bãi gửi xe đang trở thành vấn đề chung của nhiều khu đô thị tại Hà Nội. Như khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ được xây dựng với 4 tòa chung cư cao tầng hướng ra mặt đường lớn Nghiêm Xuân Yêm với hàng nghìn hộ dân sinh sống, nhưng hầm để xe chỉ cho phép gửi phương tiện xe máy. Ô tô của cư dân buộc phải để tại các lối ra vào xung quanh chung cư và thậm chí đỗ tràn cả vào cụm dân cư quanh khu đô thị. Xung quanh đây thì thực ra thì bây giờ tìm một chỗ đỗ thì nó rất là khó. Bởi vì những người dân ở đây thì người ta có xe thì các người ta cũng đỗ trước hết rồi. Mình đi sau thì thôi thì còn chỗ nào trống thì mình cũng ghé tạm vào khoảng độ 5-10 phút rồi lại di chuyển. Trước tình trạng này, không chỉ lực lượng chức năng nhiều lần phải tiến hành xử lý vi phạm, mà người dân Kim Văn cũng phải nhắc nhở các tài xế dừng, đỗ vi phạm nhưng không hiệu quả. Cực chẳng đã, họ đành kéo trụ bê tông, đá tảng đặt tại các điểm hướng vào đường ven hồ sinh thái để bảo vệ tài sản chung của người dân. Tôi phải giữ cái đường của chúng tôi. Còn cái đường này là đường của chung cư người ta làm thì là người ta cứ đỗ vào vì không ai cái quản. Nói thật là đỗ như thế này là bất tiện cho người đi bộ mà ảnh hưởng giao thông. Cho nên là cái này là nếu như mà các cơ quan có trách nhiệm thì lên phải có cách giải quyết để cho xe vào một khu vực. Không nên để như này. Thứ nhất là ảnh hưởng đến giao thông của mọi người. Cái thứ hai là không may ra nó cháy lổ chẳng hạn là rất là ảnh hưởng. Giờ người ta xếp những cái hàng đá ở đây là để cho ô tô không thể đỗ vào những cái vị trí lên xuống hay là vào cửa cơ quan hay là vào hàng quán nữa. Mà đỗ kín vào thì lại không có người đi bộ, không thể lên được vỉa hè nữa. Trong quá trình thời gian thì 5 phút đến 10 phút mà không thấy chủ xe ra thì chúng tôi có thể là sẽ gọi điện ngay lên lập tức. Nếu mà chủ xe tiếp tục không ra hoặc không nghe máy thì chúng tôi bắt buộc phải cầu kéo xe vi phạm về nơi trông giữ. Về mặt nhận thức là mọi người cũng đều biết rằng là sai, nhưng mà cũng vì khó tìm được chỗ đỗ xe nên mọi người phải đỗ. Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, hiện nay nhiều chung cư rơi vào tình trạng thiếu điểm trông giữ xe ô tô. Do đó, với các dự án xây dựng theo tiêu chuẩn cũ, chủ đầu tư cần có phương án bố trí diện tích để xe, giải quyết nhu cầu trước mắt. Còn với dự án cấp phép mới, cơ quan quản lý nhà nước cần cân nhắc điều chỉnh tăng diện tích đỗ xe theo số hộ dân trên tổng diện tích sử dụng căn hộ. Về phía người dân, cần cân nhắc và tìm hiểu kỹ chung cư đang sống, phải có chỗ đỗ xe mới nên tính chuyện mua xe.